Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mẫu đầm này nhé. Chúng ta sẽ còn một mẫu đầm dạng gần như cổ yếm thôi. Chưa? Rồi chúng ta rút nhún lại, phần này vẫn có vai nhé. Tay là tay dạng tay chuông. Con đường cắt rời ngang eo, chưa? Phía dưới là xoài thường thôi. Đây. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm cơ bản nhé. Các bạn nào có nhu cầu mua cái dầm gốc cơ bản đi vai giống như mình đang chuẩn bị ở đây thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở đây nhé. Chúng ta sẽ có thân trước này, các bạn sẽ cắt rời cho mình đường ngang eo này ra, thân sau cũng vậy này. Ở đây thì các bạn sẽ đóng ly thân này vào, đóng ly vai cho mình. Chúng ta bấm ly thân này ra. Đó, bạn đóng ly vai này vào cho mình. Sau đó thì đường vai con, đầu vai chúng ta sẽ giảm vào 1/2, ở đây nhá. Phần cổ thì chúng ta sẽ vẫn lấy cái cổ cơ bản, các bạn nhìn thấy chưa, cổ này nó vẫn sát với phần chân, chúng ta vẫn lấy cái cổ cơ bản. Sau cổ ở đây là 1/2 này, mình sẽ vẽ cái vòng cổ cơ bản đây ra nhé. Đó. Tiếp đến này, các bạn sẽ lấy cái phần bản vai từ đây vào cho mình là 3/3. Chúng ta sẽ kẻ hơi chéo xuống một chút. Nhá. Các bạn sẽ lấy vào điểm giữa của vòng nách này. Từ đây các bạn sẽ nối lên đây. Ở đây các bạn sẽ lấy từ đầu vai nhé, lấy từ ngang cổ này, các bạn lấy xuống cho mình tầm khoảng 2/2 đi. 2/2. Các bạn nối này vào đây. Chưa? Các bạn nối vào. Chúng ta sẽ cắt vứt bỏ này đi. Nhá. Đây, các bạn cắt này đi cho mình này. Nếu như các bạn muốn cái phần này này nó hở nhiều hơn thì chúng ta có thể cắt này sâu xuống và cho vòng cổ đấy nó sâu xuống đây hơn, được chưa? Tiếp đến này, chúng ta sẽ bấm kẻ một đường vào giữa cổ, sau đó chúng ta sẽ đóng phần ly thân này lại. Các bạn bấm từ đây nhá, bấm vào đầu ly thân cho mình. Chúng ta đóng ly thân lại. Được chưa? Ok. Sau đó này, cái đoạn này thì các bạn sẽ dán lên giấy vào đây. Này khi các bạn cắt lên vải là chúng ta sẽ để nó nguyên như này và rút nhún lại. Đó. Phần này các bạn cắt rộng ra cho mình nhá. Đây. Chỗ này chúng ta sẽ đo khoảng từ đây đến đây là
8 phân. Chưa? Các bạn sẽ rút hết cái khoảng 8 phân này lại để đủ được cái vòng cổ ban đầu nhé. Vòng cổ ban đầu của mình ở đây mình sẽ đo này. 6 này. 10 phân. Được chưa? Các bạn sẽ rút cái khoảng này lại còn 10 phân cho mình nhé. Ta sẽ rút hết từ đây. Được chưa? Đây, ví dụ như mình làm cái này thì khi các bạn rút xong thì cái đoạn này nó sẽ cong và họ sẽ cắt nó cong đi. Đó. Chưa? Phần khối ngực của chúng ta vẫn đảm bảo nó có được khối ngực nhé. Khi các bạn rút này vào thì chúng ta sẽ may gập xuống và để lồng một cái dây vào, bên trong nhá. Đây là phần trước này. Đối với đơn sau, này thì các bạn sẽ xử lý tiêu ly vai thân sau nhá. Ở đây mình đã tiêu ly vai đi rồi này. Chúng ta sẽ giảm đầu vai vào bằng với cả thân trước là 1 phân rưỡi. Bạn vẽ lại cho mình vòng nách. Từ đây thì các bạn sẽ lấy ra bằng phần bản vai của thân trước 3 phân nhá. Thân sau thì các bạn sẽ thiết kế cho mình là cái cổ vuông. Cắt nó sâu xuống đây. Độ sâu thì tùy ý nhé. Bạn muốn sâu nhiều hay ít thì bạn sẽ cắt nó xuống thôi. Bây giờ ví dụ mình cho sâu tầng này. Bạn sẽ giảm đường sống lưng đi cho mình một chút. Cắt vào đấy đi. Chờ thân sau các bạn chiết tỉ ly này vào cho mình nhá. Và thân phía dưới này thì các bạn sẽ bấm này ra. Phần xoè này thì mình đã hướng dẫn nhiều rồi nhá. Các bạn đóng ly thân này lại. Chúng ta làm xoè thường thôi, chứ bạn không nên làm xoè 360 nhá. Xoè 360 nó vừa khó tính toán mà lại ta nó đổ múi quá nhiều, nó sẽ không đẹp. Đây các bạn sẽ dán vào cho mình này. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm ra. Bạn bấm ra để chúng ta tạo nan giải xoè nhé. Đây, mình cắt được nhanh này. Ta sẽ có như này thì các bạn sẽ giải tách cái phần này ra cho mình. Đây mình sẽ bấm thêm một cái giữa này. Chưa? Các bạn sẽ giải tách cái nan này ra cho mình. Mỗi nan cách nhau tầm khoảng 15 đến 20 phân. Nếu như các bạn bấm nhiều nan thì chúng ta giải cái khoảng cách nó nhỏ thôi. Chưa? Tầm khoảng 12 đến 15 phân thôi. Còn nếu chúng ta bấm ít. Ví dụ đoạn này các bạn chia làm 4. 4 nan như này thì ta giải tách ra tầm khoảng 15 phân. Còn nếu như các bạn chia ra làm 3 nan thì ta giải tách tầm khoảng 18 đến 20 phân nhé. Được chưa? Đây. Khi các bạn giải tách xong ấy, cái phần xòe chúng ta tính ở phía dưới này, nó tầm khoảng 60 phân là đẹp nhá. Ok. Đây là thân sau này. Thân trước các bạn sẽ làm tương tự cho mình nhá. Thân trước thì chúng ta sẽ kéo dài được tâm ly, các bạn bấm ra tạo thành các cái nan giải xòe cho mình. Được chưa? Ok. Tiếp đến phần tay này. Tay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái tay cơ bản như này. Chỉ cần một nửa thôi nhé. Các bạn sẽ đẩy cái phần đầu tay lên cho mình 4 phân. Chúng ta vẽ lại cái vòng nách.
chưa? Đây, ví dụ mình vẽ này, bạn cắt nó tròn tròn hơn chút nhá. Chúng ta sẽ có cái tay cơ bản này, được chưa? Ví dụ dài tay của mình là 20 phân. Ở đây nó sẽ có hai lớp nhé, tay sẽ làm tay hai lớp. Thì các bạn sẽ cắt cái lớp bên ngoài là lớp chính dài hơn 3 phân, được chưa? Dài hơn 3 phân so với tay tay chuẩn nhé, tay chuẩn là 20 mà, các bạn sẽ cắt nó xuống cho mình 3 phân nữa. Còn tay lớp phụ bên ngoài ở bên trong thì các bạn sẽ cắt cao lên cho mình 3 phân. Đấy. Được chưa? Sau đó bây giờ thì các bạn sẽ bấm này. Các bạn sẽ giải xoè ra. Đây nha, mình đang cắt là cái tay chính lớp ngoài nhé. Đó, con sẽ giải nó tách ra như này cho mình. Chúng ta muốn cái độ chuông của nó nhiều ấy thì các bạn sẽ giải cái phần này nhiều ra. Được chưa? Còn nếu các bạn muốn ít thì chúng ta giải ít thôi. Đây, ví dụ mình sẽ giải ra tầm này nhé. Nó không cố định nhỉ. Mình hướng dẫn cho các bạn đều là tổng quát hết, chứ nó không phải cố định theo con số nào hết. Chưa? Đó. Các bạn nào có nhu cầu mua sách cắt may công thức Levi mới nhất của mình nhé. Trong đó thì có công thức để các bạn dựng lên cái đầm mà mình hay có sẵn ở ban đầu đấy, gọi là cái đầm gốc ấy. Đây, toàn bộ luôn. Được chưa? Toàn bộ Levi. Ở đây mình có công thức từ chân váy cho đến vest và măng tô luôn, toàn bộ của đồ nữ luôn nhé. Mức giá của sách là 500.000. Các bạn nào có nhu cầu mua thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo. Ngoài ra khi các bạn mua sách thì các bạn sẽ được thêm vào nhóm kín, trong đó có sẵn video để hướng dẫn các bạn cắt hết rồi nhé. Ok, đây là tay lớp chính đây. Các bạn sẽ cắt tiếp một cái tay lớp lót bên trong thì chúng ta sẽ cắt theo đường ngắn hơn. Đó, các bạn sẽ giải cái phần này ra cho mình nhỏ hơn lên nhá. Chúng ta sẽ giải này tầm khoảng 20, cái cửa tay này tầm khoảng 20 phân thôi, 20 hoặc 22. Sẽ vẽ lại cho mình nha. Đó. Sau đó này, các bạn sẽ đặt lên giấy, đặt lên vải. Chúng ta sẽ cắt chỗ này là mép gấp đôi. Các bạn sẽ rút cái khoảng này bằng với cả cái lớp lót này nhá. Sau đó chúng ta sẽ may lại. Chúng ta sẽ lộn được phần gấu tay nhá. Sau đó thì các bạn sẽ ghim cái vòng nách lại và chúng ta rút nhún tra vào thân. Được chưa? Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cắt mẫu đầm với mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.